Alo, xin chào, xin chào. Bây giờ mình đang đi vô rẫy nè mọi người ơi. Từ mà đường vô rẫy mình 3-4 cây số, rẫy mình ngay ở chân đồi nha mọi người. Thì buổi sáng nay bây giờ thì cái giờ này có người ta đã chở mũ cao su về bán nè. Còn tối là người ta thu hoạch thì sáng nay họ chở về nè, họ chở về bán nè. Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay là ngày cuối năm dương lịch rồi. Thì cũng đúng dịp thì cuối tuần thì mình cũng về quê, thì hôm nay ghé vô rẫy mình luôn để mình đi thăm rẫy, với lại mình là đi về nút bơm khí đó các bạn, để khai thác mũ cao su. Đây rẫy của mình nè, cái rẫy mình thì nó nằm ngay cái chân đồi luôn, ở trên kia là cũng là một quả núi nhỏ thôi. Các bạn thấy cây chú rừng không? Cây chú rừng nó mọc quá trời luôn đó. Đó là những cây chú rừng nha, tự nhiên mọc luôn á. Chú rừng đó thì nó ra trái, mình ngâm rượu mình uống cũng ngon lắm. Thì đây là ngày hôm nay mình vô, mình sẽ bơm khí, thay cái khí này thành một cái khí mới để mình lấy mũ. Thì cái vườn này á, cái vườn này thì ngày trước á là cũng là cạo lấy mũ truyền thống á, thì cạo được thuê người cạo được mấy năm, nhưng mà ở trên chiền này thì nó không được bằng á. Mình thuê người, cái công cao lắm, giá mũ thì mấy năm nay nó thấp cho nên không có kinh tế, cũng khó tìm công nữa. Thì muốn chuyển qua cái phương pháp lấy mũ bằng bơm khí ethylene nè, thì năm nay mình làm được là năm thứ tư rồi, năm thứ tư. Thì các bạn xem nè, thì mình làm 4 năm, thì một năm á mình làm chắc được một khúc như thế này thôi, nó tốn diện tích một khúc như thế này. Cái mình làm nửa năm mình ở đây, thì làm sao mình chuyển lên đây, rồi mình chuyển qua, mình chuyển lại. Thì cái nguyên tắc của nó thì mình làm xiên, mình dời từ chỗ này qua chỗ kia cách xa nhau á, thì cái lượng mũ nó sẽ đều và nó có mũ. Còn nếu mình chỉ làm một chỗ, mình làm hoài chỗ này, mình làm lên hoài này á, thì mai mốt là chỗ này nó ít mũ đi và da nó sẽ bị bung ra. Có những người mà họ không biết làm á, họ không biết làm thì họ là lúc đầu vô thì mũ cũng nhiều lắm, nhưng mà khi họ bơm khí một cái chỗ riết cái nó sẽ bị gọi là chỗ đó nó quá tải đi, nó khô luôn, nó bung vỏ ra luôn, thì đó hết mũ à, hết mũ lại. Cái là kêu là ô, cái phương pháp này nó xài không được, hư cây. Còn riêng mình thì mình làm 4 năm rồi, các bạn thấy 4 năm rồi nhưng mà tốn có bao nhiêu đâu. Đến đây một gang, hơn gang bên đó, dưới này thì cũng có gần gang. À, em quay xa đằng trước nè, đó, đây là cái những chỗ cái lỗ mình khai thác lấy mũ nè. Đó, ví dụ như cây này đi, cây này, thì ví dụ như khu này đã làm rồi đúng không? Đó, thì việc trước tiên mình sẽ đóng một cái nút, mình xác định cái vị trí để mình lấy mũ, thì mình sẽ khoan, mình dùng cái khoan tay á, mình khoan từng lỗ mình lấy mũ khu này. Dù mình lấy mũ khu này thì mình sẽ đóng một cái nút ở gần đó. Đó. Bây giờ đóng cái nút vô đây. Đó. Cái bịch gắn vô đây. Thì cái khoảng cách mình khoan cái mũi khoan với cách cái lỗ này á, thì tầm 12-13 cm đổ lại, từ 5 đến 12-13 cm đổ lại thì mũ nó sẽ nhiều. Chứ mình làm sao quá, dù mình đóng nút túi bên đây, mình khoan đây nó vẫn có nhưng mà nó sẽ ít. Mình khoan đây. Dù mình khoan một buổi là cách nhau 3 ngày đúng không? Khoan đây một lỗ. Đây một lỗ, đây một lỗ, đây một lỗ, đây một lỗ, đây một lỗ. Rồi mình giờ cái nút qua đây. Đó, mình tiếp tục mình dời qua. Rồi, mình lấy cái khí mới. Cái khí mới mình bơm vô đây. Chút xíu nữa thì mình sẽ bơm khí luôn cho các bạn xem mình định lượng như thế nào cho khỏi bị hư cây. Đó. Thì mình làm bên này, ví dụ mặt này mình làm một mùa là 6 tháng, mình làm 3 tháng. Xong cái này mình chuyển xuống dưới mình làm 3 tháng rồi mình chuyển xuống dưới. Giống như cây này ở trên nè. Còn cái cây này thì hồi bữa làm ở trên thì bây giờ thì mình làm ở dưới. Đó. Các bạn thấy không? Cái chén thì mình cột, có thể cột dây kẽm. Cột dây kẽm hoặc cột dây di đông bình thường cũng được. Cái nào cũng có cái lợi, cái nào cũng có cái hại hết. Dây kẽm này thì mình dời nó nhanh hơn, nhưng mà khi mình kéo qua kéo lại thì nó khó. Đó.
Cái này kéo qua kéo lại để làm gì? Cái này kéo qua kéo lại á, là ví dụ mình khoan cái mũi khoan, bữa nay mình khoan ở đây đúng không? Bữa sau mình khoan ở đây thì mình lại xích cái chén qua đây. Đó. Mình khoan qua đây. Đó, mình xích chén qua đây. Cái nắp này để đậy lại, trời mưa. Rồi làm xong đậy cái nắp lại. Đó là trời mưa là nó không có bị ảnh hưởng. Thì cái nắp này á, là cũng có nhiều loại. Cái năm đầu tiên này mình làm mình chưa có kinh nghiệm mua cái loại mà cái nắp nó ngắn như vậy nè. Đó, cái nắp nó ngắn như thế này. Thì ví dụ mình khoan đây đúng không? Cái nắp nó ngắn thì đẩy tới đây thôi. Mình khoan lên đây thì mình phải lại gỡ cái kiềng ra. Mình đẩy cái chén lên. Còn cái nắp này nó dài á, nó mình lợi lắm, mình khoan khoan tới đây là mấy tháng mình mấy tháng luôn á thì mình mới giờ này lên một lần mình đỡ tốn công lắm. Đó. Cái này nó bị rớt ra nè các bạn nè. Bị rớt ra, nó mắc nó rớt ra, nó không có khí, là mũ không có nè. Cái này là cái dấu vết cũ nè. Đúng chưa? Còn bình thường thì của mình đây thì 500 550 cây thì khoảng tầm 1 tạ mốt. Nó đều đều bình bình, trung bình khoảng cỡ 1 tạ mốt. Thì một cây được 2 lạng. Rồi các bạn xem nè. Đây là những cái chỗ mình làm mấy năm trước nè. Đó, giờ lớp da nó sẽ bong ra. Nó đang tái tạo da. Cái này mà tầm cỡ vài năm nữa đó nè, da ấy nè, thấy không? Vài năm nữa thì mình có thể khai thác lại cái này, để càng lâu càng tốt thì mình làm lên tới đây. Còn về cái bịch thì nó có nhiều loại, có loại như thế này, này là van một chiều, ngoài xa nó một xíu, này là van một chiều nè các bạn. Van một chiều là sao? Là mình bơm khí vô á, mình chỉ bơm vô thôi, nó không xì ra được. Đó, cái này thì dùng cho những cây làm ở trên cao như thế này, dù cao lên đây mình có cái sợi dây dài mình bơm được. Còn nếu làm dưới thấp, làm dưới thấp như thế này thì cái này nó có một cái nhược điểm á, mùa mưa á, mùa mưa không làm được. Mùa mưa thì nước này là nước nó chảy rồi cát nó vô đây là nó đầy luôn. Thì ở dưới thấp thì mình xài cái bịch này ở gắn vậy. Rồi bây giờ mình sẽ làm theo các làm cho các bạn xem. Đây là cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nha, quy trình đầy đủ luôn. Rồi qua cây này đi, cây này ấy quá, cây này ha. Rồi cây này đó, hôm nay mình sẽ dời nè, mình sẽ dời nút mình bơm khí nè. Chỗ này đó, mình bữa mình mấy bữa trước là mình khoan ở đây đó, mình lấy mũ được là 6 dao là 18 ngày, cái một mũi là một mũi khoan vậy là 3 ngày đó. Thì cái này nó bị hết khí, mình phải dời chỗ khác để bơm khí vô. Tại vì càng lâu á, thì trong này nó có nước. Có nước thì khí không tiếp xúc được. Mình dời bây giờ như thế nào. Đó. Giờ đang khoan qua đây đúng không? Thì bây giờ mình mục đích của mình khoan tiếp qua đây. Thì mình dời cái nút này qua. Đó, dời qua đây. Cào sơ sơ lớp da đóng vô một cái. Rồi. Dời qua đây đi. Dời chút bơm khí sao nha. Dời đi. Rồi. Đó. Dời qua. Như vậy thôi. Rồi mới mốt là mình khoan qua. Các bạn thấy cái chén này. Cái mũ này. Đó. Nó đầy, chén mũ bình thường nó sẽ như thế này. Đây chén cũng chén nhỏ thôi. Cây chén này tầm có hơn 2 lạng. 2-3 lạng vậy đó. Cây này cũng bự nè, mũ cũng nhiều nè. Rồi, cây này cũng vậy. Ví dụ, đó, bạn qua đây xem phía bên này. Không, bên này khoan rồi, bên này chưa khoan đúng không? Mình giờ mình khoan qua đây, thì mình đóng bên đây. Bỏ qua. Đóng để làm gì? Tại sao không đóng ở giữa? Đóng ở giữa khi mình đẩy cái nắp này nè. Đẩy cái nắp lên đây cái nó dính cái này đâu được, cho nên mình phải đóng một bên. Nó không dính cái này. Đó. Còn khi mình làm một thời gian rồi thì các bạn sẽ biết. Các bạn nhìn cái vỏ cây thôi các bạn sẽ biết đóng cái chỗ nào mà để cho nó có mũ. Đó là kinh nghiệm. Rồi, về cột kiềng. Thì mình tận dụng cái kiềng cũ á, cái kiềng cũ ngày xưa á. Thì mình cột theo cái kiểu này nè. Mình chỉ cần xỏ sợi dây qua thôi. Mình cột cho nó cái này có thể chạy qua chạy lại được. Để mình dời. Mình dời cái kiềng theo cái này. Đây khoan đây đúng không? Khoan qua đây thì đẩy cái chén qua. Khoan đây thì đẩy cái chén qua. Đó. Ngày hôm nay thì mình không đem cái khoan. Để lần sau mình sẽ quay cảnh khoan cho các bạn xem. Rồi. Bây giờ là giờ rút xong phải không? Thì mình sẽ bơm khí. Bơm khí như thế nào? Các bạn theo mình nha. Để cái bình ở đây.
Rồi. Đây là cái bình khí nè. Bình khí ethylene nè. Một cái bình này thì cái bình này cũng nó nằm trong này cũng làm biến lấy ra nó như thế này. Đó. Bình này mình đổi 600.000, xài chắc cũng 600.000 mà một mẫu cao su một mẫu 550 cây như thế này á thì 6 tháng có thể có xài chắc cỡ 2 bình không hết. Rồi các bạn xem trên đây. Nó có hai cái đồng hồ. Chưa? Đồng hồ này đồng hồ cái khí ga nó còn trong cái bình. Là cái van này bình thường giống như cái bình ga bình thường thôi. Cái này là định lượng, có nghĩa là mình bơm một lần nó ra cái mức bao nhiêu cc này. Đó thấy chưa? Đây cái đồng hồ này ở ra số 50 này. Thông thường thì cái đồng hồ này nó cũng chưa chính xác lắm đâu. Cho nên á mình sẽ dùng một cái ống serum. Đó. Mình canh. Giờ mình đầu tiên mình mở cái van ra nha, mở cái van ạ. Đó. Cái này mình canh lên nha. Khi mình canh á bao nhiêu xong là mỗi khi mình bóp nè. Một khi mình bóp khí nó sẽ ra đúng bao nhiêu thôi. Ví dụ mình canh 50 thì mình bóp một lần 50, bóp nhẹ, bóp mạnh thì nó cũng ra 50. Đó. Đây, bây giờ mình canh cái van này nha. Giờ mình muốn của mình thì thông thường mình chỉ bơm khoảng từ khoảng 35 thôi. Đó. Mình bơm nhiều quá, thì cái cây nó sẽ ra mũ nhiều. Nhưng mà sức cây thì nó sẽ có hạn, mỗi cây có hạn. Mình bơm nhiều quá thì mấy mốt nó bị kiệt sức, nó hư cây hết. Thì mình phương châm của mình là sự ăn vừa phải, ăn ít no lâu, ăn nhiều tức bụng. Đó. Cho nên mình làm 4 năm rồi, cao su mình vẫn đẹp nè, vẫn xanh ùm trùm nha các bạn. Mình nhìn thấy vẫn xanh. Hiện tại là gần cuối năm nữa mà vẫn xanh, thấy không? Đây. Rồi bây giờ mình chỉnh nha các bạn nha. Đây. Bây giờ là mình chỉnh ra lên 35 nha. Cái van này tăng nhẹ nè. Rồi mình bơm. Nó bị ngã hoài. Đây. Thử nha. Đó 33. 33 cũng được, 35 cũng được, thêm miếng đi. Thêm miếng chi các bạn biết không? Mình trừ hao khi mình bơm vô cái bình kia, mình bơm mình di chuyển nó bị xì ra một miếng nữa. Rồi. Bằng 33, tăng lên miếng nữa. Rồi. 34. Rồi, 35 nè. Có nghĩa khi mình chỉnh cái van này là chính xác rồi, mình chỉnh vô cái ống xi lanh này là chính xác rồi. Nghĩa sau này mình cùng mỗi khi mình bóp một cái là nó sẽ ra đúng 35 khí. Bóp nhẹ bóp mạnh để càng xì hơi ra là 35. Giữ luôn nó cũng 35 nè. Thả ra nó mới đấy, còn mình bóp mình giữ luôn phải không? Nó không đâu xì nó đâu một phát một. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi bơm khí cho các bạn xem. Mỗi lần bơm khí như thế này thì thông thường làm được 4 mũi, 3 mũi mà thay khí thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà lười lười thì 4 mũi. Đó, bây giờ mình sẽ sử dụng một cái bịch không nha. Để cho nó nhanh một cái bịch như thế này. Rồi, bây giờ là mình bóp một cái vô nè. Đó, bịch con tay lại, thấy chưa? Rồi, mình tới cái cây này. Mình rút ra. Rồi đi tiếp. Cái thời gian đi từ cây này qua cây khác thì mình lại xì cái này ra, mình bơm. Rồi, mình qua đây là mình lại gắn vào. Đó, mình rút ra mình gắn vào, rồi mình lại xì ra. Rồi mình lại bơm, thời gian đi từ cây này qua cây khác là mình làm xong cái việc này. Rồi. Như thế này. Mình lại xì ra, rồi mình lại bơm mình đi tiếp. Nó cũng không tốn nhiều thời gian đâu các bạn. Đó. Quay qua đây nè. Cái cây này tại sao mình dùng cái chén 1 lít 8 nè. Thì có khi nó ra một cả một lít mũ luôn. Cây nó tốt ra 1 lít mũ luôn. Nên cái chén nhựa này mới vừa 1 lít 8 á. Đầy chén là 1 lít 8. Đây cây chú rừng nè các bạn. Đây. Đây cây chú rừng nè. Cây cây này đang ra một buồng nè. Cái xa đằng trước em nè. Đó thấy không. Cây chú rừng thì thông thường nó chỉ có 3-4 nải vậy thôi. Nếu nó già lên thì bẻ về ngâm rượu.
Thì bữa nay thì không có khoan lấy mũ, công nhân thì bữa nay chưa tới ngày để làm, thì ngày mai họ sẽ làm. Thì hôm sau thì mình sẽ quay một cái đoạn cho các bạn xem cái cách mà mình khoan vô và lấy mũ và cái lượng mũ như thế nào cho các bạn xem. Và bây giờ xin chào các bạn nha. Các bạn xem video và cảm thấy thích thú thì cho mình xin một cái đăng ký và một like nha các bạn nha. Thì chuẩn bị bước qua năm 2024 dương lịch rồi. Thì kính chúc tất cả mọi người thì một năm mới là thành công rực rỡ, thành công hơn năm trước rất là nhiều, và nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha mọi người nha. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại.